Cộng đồng mạng tấn công Facebook Trung Vệ Thanh Bình ở trận quyết định vé đi tiếp ở Asian Cup 2023 tại Qatar tối 19 tháng 1, tuyển Việt Nam đã nhận thất bại trước Indonesia với tỷ số 0-1. Bàn thua đến từ lỗi của trung vệ Thanh Bình khi anh kéo áo thô thiển với tiền đạo Rafael Jok trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Asnawi không khó đánh bại thủ môn Nguyễn Philip để ghi bàn cho Indonesia. Thất vọng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam và đặc biệt là với Thanh Bình, các cổ động viên đã tràn vào Facebook cá nhân của trung vệ này để chỉ trích nặng nề. Đây là lần thứ hai Thanh Bình bị cộng đồng mạng tấn công trên Facebook cá nhân sau sai lầm ở đội tuyển Việt Nam. Trước đó Thanh Bình cũng bị cộng đồng mạng chỉ trích nặng nề ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 hồi tháng 10 năm 2021. Anh được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân thay Bùi Tiến Dũng ở phút 72 và lập tức mắc lỗi trong cả hai bàn thua khiến tuyển Việt Nam thua Trung Quốc 2-3. Bị cổ động viên quá khích vào Facebook cá nhân để chửi bới sau trận thua Trung Quốc, Thanh Bình đã phải khóa bình luận trên Facebook. Điều đáng nói là ở cả hai lần, cầu thủ không liên quan là tiền đạo Lê Thanh Bình cũng bị cổ động viên vào Facebook cá nhân để chửi do trùng tên với trung vệ Nguyễn Thanh Bình Việt theo. Khác ở chỗ là khi đó Thanh Bình đã khoác áo câu lạc bộ Bình Định và giờ thì anh đang khoác áo câu lạc bộ Thanh Hóa. Báo Indonesia nhắc ông Chua Siêu từng bị sa thải sau khi thua Indonesia. Tuyển Indonesia giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước Việt Nam nhờ bàn thắng của Asnawi trên chấm phạt đền. Ba điểm giành được đã giúp Indonesia nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chính thức bị loại khỏi Asian Cup 2023 dù vẫn còn một lượt trận. Sau trận, báo chí Indonesia đã dành nhiều lời khen cho các cầu thủ và huấn luyện viên Sinteyang. Tờ Bola giật tít khiến Việt Nam im hơi lặng tiếng, Indonesia mở ra cơ hội đi tiếp ở Asian Cup 2023. Phân tích chiến thuật của đội nhà, tờ này chỉ ra yếu tố tốc độ là vũ khí giúp Indonesia giành thắng lợi. Đài CNN Indonesia chỉ ra hai kỷ lục buồn cuối cùng cũng được huấn luyện viên Sinti Yang phá vỡ. Đầu tiên là việc ông có được chiến thắng đầu tiên trước tuyển Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên Indonesia. Thứ hai là việc ông cũng lần đầu có bàn thắng vào lưới đội bóng này. Ba điểm trước Việt Nam giúp ông Shin Tae phá rớp hai kỷ lục buồn trước Việt Nam. Từ khi dẫn dắt Indonesia năm 2019 đến trước Asian Cup 2023, ông đối đầu Việt Nam bốn lần mà không thắng trận nào và cũng không ghi bàn nào. CNN Indonesia cho biết, Conter, japan nn còn tờ gpnn thì lựa chọn đề tài thống kê về huấn luyện viên sơ của việt nam theo đó chiến lược gia người pháp chưa từng thắng indonesia trong lịch sử GPNN chỉ ra rằng tại Asian Cup 2004, tuyển Qatar dưới sự dẫn dắt của ông Chuotzer từng thua 1-2 trước chính Indonesia. Cũng sau trận đấu đó, ông Chuotzer bị sa thải. Ông Philip Chuotzer là huấn luyện viên khá đen đủi mỗi khi đối đầu với Indonesia. Không chỉ ở cấp độ đội tuyển, ngay cả ở đội trẻ ông cũng phải nhận thất bại. Đó là tại bán kết SEA Games 32 khi Việt Nam của ông để thua trước Indonesia. GPNN viết, rất nhiều tờ báo khác như Indosport, Mola Sport, Sport Detik Sport cũng đều có những bài viết khen ngợi chiến thắng của đoàn quân huấn luyện viên Cindy Yang. Việt Nam, Indonesia và duyên nợ của huấn luyện viên Chuesu Lịch sử các cuộc chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn căng thẳng, kịch tính và không thiếu những pha va chạm nảy lửa. Từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập ở SEA Games 16 năm 91 thì cũng là thời điểm bóng đá Indonesia đứng đầu khu vực trên cả Thái Lan. Nhưng sang SEA Games 18 95 thì bóng đá SEA Games ngậm đắng khi bị đội Việt Nam loại ngay vòng bảng. Đó là một trận đấu cực căng thẳng trên sân Lampung ở phía Bắc Thái Lan. Khi ấy Indonesia có những cầu thủ được tập huấn ở Ý trở về tiêu biểu là trung phong Uliando, nay là trợ lý huấn luyện viên. Cả Đông Nam Á khi ấy đánh giá cao Indonesia, thậm chí đưa Indonesia trở thành đội ứng viên nặng ký, có khả năng tranh huy chương vàng với chủ nhà Thái Lan. Thế nhưng chỉ một tình huống phản công ở hiệp 1, Trần Công Minh lên tấn công chấp nhận chịu đau trong pha tranh chấp ác ý của đối thủ đến độ in cả sáu dấu đinh dày lên đùi. Sau pha bóng đấy, Công Minh lan lộn trên sân, nhưng đồng đội của anh là Nguyễn Hữu Đang đã nhanh hơn, lao vào tận dụng tình huống lộn xộn trước cầu môn sút bóng mở tỷ số. Thời gian còn lại là những giây phút lăn xả thót tim để bảo vệ tỷ số. Đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, thì các cầu thủ ôm nhau khóc và hạnh phúc vì lần đầu bóng đá Việt Nam vào đến bán kết kể từ khi hội nhập. Đó là một SEA Game mang nhiều dấu ấn và có những điểm nhấn khó quên trong lịch sử bóng đá nước nhà với đoạn kết là chiếc huy chương bạc khiến người hâm mộ cả nước mất ngủ. Cũng từ đó các cuộc chạm trán giữa bóng đá Việt Nam và Indonesia luôn căng thẳng, quyết liệt và đầy duyên nợ. Một năm sau tại Tiger Cup 96, trong trận tranh huy chương đồng, Việt Nam một lần nữa vượt qua với tỷ số 3-2 với bản mở tỷ số đánh gót rất nghệ sĩ của hình quốc cường. Đó là trận đấu mà tiền vệ Hồng Sơn chơi rất hay, khiến các trung vệ Indonesia triệt hạ bằng cú vào bóng ác ý, làm tiền vệ tài hoa của Việt Nam phải nhận huy chương trên đôi nạm. Sau đó phải giải phẫu vì tổn thương dây chằng gối, nhưng sau đó Indonesia cũng có lúc khiến bóng đá Việt Nam khóc hận, đó là nỗi đau thua 0-3 tại sân Mỹ Đình ở AFF Cup năm 2024 và ba bàn thắng đều thực hiện trong hiệp 1, cũng tại sân Mỹ Đình, trận lượt về AFF Cup 2016 và bị loại sau 120 phút, trong đó chủ nhà Việt Nam có thời điểm phải đưa Quế Ngọc Hải xuống làm thủ môn. Thế nên cuộc chiến đêm 19 tháng 1 giữa Việt Nam và Indonesia không chỉ là cuộc chiến nhiều duyên nợ của hai nền bóng đá 5 năm trong giai đoạn huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam thì Indonesia thực sự sợ hãi Việt Nam mỗi khi chạm trán. Đáng kể nhất là SEA Games 2019, các cầu thủ Việt Nam thắng 2-1 ở vòng bảng rồi vào chung kết tiếp tục thắng 3-0. Ở cấp độ đội tuyển, chiến thắng cả hai lượt vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong đó trận hủy diệt thắng đậm 4-0 ở lượt đi tại Indonesia khiến huấn luyện viên City Yang xấu hổ. Nhưng đó là chiến thắng của thời thầy Park mà báo chí Indonesia luôn liệt kê như một cách trêu chọc huấn luyện viên City Young. Sang đến thời huấn luyện viên Chester thì truyền thông Indonesia có dịp khoét vào nỗi đau của ông thầy người Pháp. Đó là khi dẫn dắt Quata dự Asian Cup 2004, chính Indonesia đã chiến thắng Quata của huấn luyện viên Chester khiến huấn luyện viên này bị sa thải và 19 năm sau tại SEA Games 32 2023, khi huấn luyện viên Trisha dẫn dắt lứa U22 Việt Nam bảo vệ huy chương vàng SEA Games thì bị Indonesia loại ở bán kết trong thế chỉ còn 10 cầu thủ, chống lại 11 của ông Trisha. Nói huấn luyện viên Trisha có chút ám ảnh khi chạm trán Indonesia cũng đúng, nhưng nói huấn luyện viên Sinti rằng không sợ mỗi khi đối đầu với bóng đá Việt Nam thì không đúng. Thế nên cuộc chiến đêm 19 tháng 1 giữa Việt Nam Indonesia không chỉ là cuộc chiến nhiều duyên nợ của hai nền bóng đá mà còn là trận đấu tìm cách xóa nỗi ám ảnh của hai huấn luyện viên Chuyết và Cindy Young. Huấn luyện viên Chuyết từ chức sau trận thua Indonesia Tối 19 tháng 1, tuyển Việt Nam để thua sát nút 0-1 trước Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng D, Asian Cup. Thất bại này khiến tuyển Việt Nam bị loại khỏi Asian Cup 2023, dù vẫn còn một trận chưa đá. Dù vậy, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Chester vẫn hết lời khen ngợi, màn trình diễn của các học trò. Tôi hài lòng về hiệp 2, nhất là tinh thần thi đấu. Các cầu thủ chiến đấu không ngừng dù bị đối thủ ghi bàn ở một tình huống phạt đền. Họ nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và hết mình trong các tình huống bị phản công để duy trì sự cân bằng cho hàng thủ. Dù thua, một số cầu thủ đã thể Thể hiện tốt vượt ngưỡng, đây là điểm mà tôi ghi nhận. Huấn luyện viên Joser nói, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Indonesia đã tràn quân lên đánh phủ đầu, khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lúng túng. Dù tạo ra được khá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng mãi đến phút 42, đội bóng xứ vạn đảo mới tìm được bàn khai thông thế bế tắc nhờ công của Asnawi trên chấm 11m. Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ và tạo ra được khá nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng thành công. Dù sớm bị loại, huấn luyện viên Trusser tuyên bố toàn đội vẫn sẽ chơi hết khả năng ở lượt trận cuối. Tôi thất vọng vì đội thua trận, kết quả hôm nay khiến đội không thể đi tiếp, nhưng chúng tôi vẫn chiến đấu với mục tiêu 3 điểm ở lượt cuối, toàn đội không được phép từ bỏ. Ông Trusser nhấn mạnh, theo lịch ngày 24 tháng 1 tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Iraq ở. Lượt trận cuối bảng D Asian Cup 2023 Philip Nguyễn nói lời thật lòng về huấn luyện viên Sơ mặc dù phải nhận 4 bàn thua trước các chân sút Nhật Bản, Philip Nguyễn vẫn được huấn luyện viên Chester cùng người hâm mộ khen ngợi và đặt nhiều kỳ vọng. Trong chia sẻ mới đây, Philip Nguyễn đã có những chia sẻ về huấn luyện viên Chester. Huấn luyện viên Chester làm tôi nhớ đến huấn luyện viên Martin Svedic dẫn dắt câu lạc bộ Slovakko. Trên sân tập thấy rất nghiêm khắc và luôn đưa ra những chỉ dẫn chi tiết. Có những buổi chúng tôi phải tập 3 tiếng đến khi huấn luyện viên cảm thấy hài lòng khi còn chơi bóng tại châu âu philip nguyễn từng hai lần được triệu tập lên đội tuyển cộng hòa séc nhưng sau cùng anh đã đề nghị với huấn luyện viên để không thi đấu nhằm giữ lại cơ hội khoác áo tuyển việt nam thủ môn gốc hải phòng chuyển từ séc về việt nam chơi bóng và vừa có trận đấu chính thức đầu tiên cho tuyển việt nam và có màn thể hiện khá ấn tượng thủ môn từng thi đấu tại europa league hài hước so sánh khi tôi nhìn vào giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ nhật bản cảm tưởng như giá trị đội hình của họ gần bằng tất cả các đội khác cộng lại vậy trận đầu lên tuyển lại gặp ngay đối thủ quá mạnh nên không thể so sánh được vẫn còn nhiều trận trước mắt nhưng một điều không thể phủ nhận là nguyễn philip đá bóng lên trái nào là chính xác trái đó còn chuẩn hơn mấy bạn hậu vệ bạn đọc sơn ly nhận xét sau trận đấu giữa tuyển việt nam và nhật bản bạn đọc thanh liêm đồng tình một cánh én không tạo nên mùa xuân những gì nguyễn philip thể hiện trước đội nhật là chấp nhận được đường xa mới biết ngựa giỏi hãy chờ xem chúc anh cùng đội tuyển việt nam mã đáo thành công